ngần ấy năm sau chiến tranh, mẹ vẫn luôn mong ngóng về cha. Những dòng thư và chiếc khăn dù của cha là linh hồn của mẹ. Con sẽ đi tìm. Vợ yêu thương của anh, đơn vị anh đang hành quân qua dãy Trường Sơn hùng vĩ để tiến vào chiến trường Khe Xanh. Anh và các đồng đội đang chuẩn bị cho một trận đánh lớn, nhất định sẽ thắng lợi em thân yêu ạ. Anh nhớ em và con rất nhiều, nhớ những khoảnh khắc bình yên, được ôm em trong vòng tay, chúng mình cùng nhau rong ruổi trên những con đường mùa thu đầy nắng vàng. Em thân yêu biết không, những kỷ niệm thiêng liêng đó cứ ùa về, khiến anh nhớ em vô cùng. Những kỷ vật em trao anh trước ngày ra trận, anh vẫn luôn mang theo bên mình, để mỗi khi nhớ em, anh có thể ngắm chúng và dường như vẫn có em kề bên. Gắng lên em nhé. Con của bố ở nhà ngoan nhé. Anh phải đi rồi. Anh đi nhá. Anh đi nhá.
Khi con chào đời, nhớ quấn cho con chiếc khăn dù anh gửi về nhé. Để con cảm nhận được hơi ấm của anh, lúc nào cũng luôn luôn bên con. Hãy nói với con rằng, con là trái ngọt tình yêu tuyệt vời của hai chúng ta. Em bé bỏng, ngàn đời thương mến của anh. Ký ức trong tôi về cha là nỗi khắc khoải nhớ mong đêm ngày của mẹ, là những câu chuyện khôn nguôi về tình yêu vẹn nguyên, đong đầy nỗi nhớ của mẹ dành cho cha. Xe về rồi kìa. Chào đồng chí. Chào bác. Bác gửi lại những kỷ vật của bố con, con giữ lấy nhá. Cảm ơn các anh. Cảm ơn nhé. Chào các anh. Con mang những kỷ vật này về cho mẹ con.